xin chào bà con nhá. Hôm nay anh em tôi bán cá ngày đầu tiên, thế là được cứng 6 tấn cá và tính ra cũng được có 153 triệu. Cá vụ này là anh em chúng tôi là nó rẻ hơn là mới được ít tiền thế. Thế nhưng mọi vụ là thế là phải được xít 200 triệu đấy. Thì bây giờ những cái con cá thực ra nó khá là con này con cá loại, nghĩa là vậy đuôi người ta giả gì ăn anh em tôi mang về ăn. Mình mẹ cá rô nữa. Thế bây giờ này anh em tôi làm cá. Báo cáo bà con nhá, đây là bắt đầu là mẻ lưới thứ hai này. Đấy. Mẻ lưới thứ hai của chúng tôi này. Tức là đã chuẩn bị cá lên tráng. Vâng đấy, mẻ lưới thứ hai mà cá dễ kinh lắm, mặn nhiều lắm. Cái dầm này. Tức là chỉ tôi một góc nào thôi đấy các bác ạ. Không, cứ chặt đấy. Cái đôi mà. Không phải chia đâu, cứ đông làm ba lồ nữa. 7%. Kéo thêm 1-2 mã này. Thank you.
mời vào, còn không có người mời không về nước nữa đâu. Dưa này thành gái là kinh kinh đấy. Trông dưới như bằng đồng. Đồ lần